Nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân phản hồi tin đồn giới tính sau khi công khai tình tứ với hoa hậu Phương Lê. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân nhận nhiều lời bình luận ác ý như cố gồng để cặp kè nữ đại gia. Đây là lần hiếm hoi giọng ca cải lương chia sẻ về vấn đề này. Nói về mối quan hệ với Phương Lê, Vũ Luân cho biết cả hai đang có quãng thời gian hạnh phúc. Giai đoạn này, nghệ sĩ cải lương đồng hành, trải nghiệm để bù lại quãng thời gian hoa hậu Quý Bà Hòa Bình Thế Giới 2017 tập trung vào công việc. Anh nói, khi nghe Phương Lê tâm sự rằng nhiều năm không đi đây đó, tôi sắp xếp đưa cô ấy đi du lịch. Điều đó giúp chúng tôi hiểu nhau hơn. Khi thân mật bên Phương Lê, nhiều người dấy lên tin đồn giới tính, cho rằng Vũ Luân mượn nữ doanh nhân làm bình phong để PR tên tê uẩy. Nói về thông tin này, nghệ sĩ cải lương khẳng định tin đồn mãi là tin đồn. Anh nói mình và Phương Lê không cần giải thích hay chứng minh gì. Bạn nghĩ một người phụ nữ có sắc đẹp, thông minh, sâu sắc như Phương Lê có chấp nhận tìm hiểu một người không phù hợp về giới tính không? Anh nêu quan điểm, Vũ Luân nói anh và Phương Lê, trước khi đến với nhau đã có sự nổi tiếng hay sự nghiệp riêng, nên cả hai yếu tố chúng tôi đều không cần đến. Giọng ca 7X thẳng thắn, chúng tôi cảm ơn những khán giả đã yêu mến ủng hộ, cũng như tin tưởng tuyệt đối chuyện tình cảm trong thời gian qua. Hãy yên tâm là chúng tôi đang nghiêm túc tìm hiểu để tiến xa hơn trong tương lai. Nếu cần câu trả lời chính xác nhất, giới tính tôi thế nào Phương Lê là người hiểu rõ nhất. Về tin đồn cặp kè Phương Lê vì tài sản, Vũ Luân không khó chịu. Anh nói mình không phải người dễ bị tác động bởi những lời bàn tán. Nam nghệ sĩ cho rằng những đồn đoán xuất phát từ người chưa thật sự hiểu mình bởi Phương Lê thành công ai cũng công nhận điều đó nhưng công việc kinh doanh và sự nghiệp của tôi cũng ổn định không kém. Chúng tôi là hai người trưởng thành dành sự nghiêm túc cho nhau trong mối quan hệ bình đẳng, không thể gọi là cặp kè. Đôi khi tôi sẽ nhường và chiều Phương Lê nhiều hơn nhưng đó là điều đàn ông nên làm. Vũ Luân không để những ồn ào ảnh hưởng đến công việc nghệ thuật. Anh bật mí đang chuẩn bị làm giám khảo cho một chương trình. Thời gian này, giọng ca cải lương hạn chế đi hát để tập trung vào việc truyền đạt kinh nghiệm cho đàn em. Nam nghệ sĩ tiết lộ thêm anh đang dự định quay MV mà Hoa hậu Quý Bà Hòa Bình Thế Giới 2017 đóng vai chính. Đó là vì tình cảm của chúng tôi. Về phần kinh tế, tôi có ekip công ty riêng nên không cần bận tâm đến chi phí. Nếu có thì trước nay tôi vẫn tự đầu tư được, bây giờ đâu thể để Phương Lê đầu tư, anh nói. Bày tỏ quan điểm về chuyện hôn nhân ở tê uổi ngoài 50, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân nói anh không để tâm vấn đề tê uổi tác, mà quan trọng gặp người phù hợp cùng đi về một hướng. Giọng ca cải lương chia sẻ thêm, kết hôn và có con đó là phúc phần. Nếu tôi có được ở độ tê uổi này thì tuyệt vời. Tôi đang đón nhận ông trời ban phúc xe duyên đây. Nếu kết hôn với Phương Lê thì tôi sẽ viên mãn lắm.